30 giây sau. Cao nhân ư, để ta tới thử ngươi, sẽ có thể có cao cỡ nào. Yên tĩnh. Một cái ao nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Một đám cỏ dại dớ dẫn. Một con chó đang mang huyết mạch thấp hèn. Một con rùa thừa dinh dưỡng. Một cái giường rách nát bẩn thỉu thừa thải. Đây chính là tốt trong lời đám ngu xuẩn đó sao? Thiệt là đáng thương. Trong không khí này, chỉ mà có đạo dựng, cải thảo cấp bậc tinh dược, cây thành yêu rồi. Cây giống nhỏ này, vậy mà đang sinh ra tiên khí. Hơn nữa nhìn kỹ, con chó ta này trông cũng có chút anh tuấn. Đạo vận mạnh như vậy, dường như quy tắc ban đầu với thiên địa đã xuất hiện sự hỗn loạn, hình thành thế giới nhỏ vừa đặc biệt vừa ngăn cách. Loại chuyện này, cho dù ở tiên giới, có nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu luyện ở nơi như này, cây vạn tuế cũng có thể nở hoa, lớn cái cũng có thể bay. Có phải có một loại khả năng cao nhưng mà bọn họ nói là thiệt không? Ai? Chim của đệ, đánh đấm, chim của tỷ, mở! Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Nếu ngươi hại chết chúng ta, ngay cả đời cũng đừng hòng quay về tiên giới. Dạ, đã chết ta rồi, tán hận. Phàm gian sao có thể có loại nơi như này, khốn kiếp. Ngươi! Không sao, ngươi sau này cố gắng biểu hiện. Nếu làm tọa kỵ của cao nhân, đương nhiên sẽ có cuộc sống tốt. Ta biết rồi, đáng hận. Ta làm họ tỏ kỹ là được rồi. Tử Vũ từ nhỏ đã thích động vật nhỏ. Nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ dạy dỗ con chim đần này. Phải Lý công tử không để bụng chuyện xông vào trong sân của hắn mới được. À, Trần cô nương, cô nương, cố công tử, ba người sao lại tới rồi? Lý công tử, đắc kỹ cô nương, ta vừa ra ngoài nhặt củi, ba người tới bao lâu rồi? Tới thì tới, ba người còn mang nguyên liệu dân giả gì đó tới. Quá khách sáo rồi. Nguyên liệu dân giả? Là nói ta sao? Ngay cả cơ hội làm súng vật cũng không cho thì muốn ăn ta sao?